Hello, chào anh em đã quay trở lại với video mới nhất của công ty anh Minh Tú Hiền. Hôm nay thì em lại lên cho anh em một video mới về dàn cày úp đất 5 lưỡi của cơ sở em. Thì loại dàn cày này là dàn cày úp đất 5 lưỡi có một số cải tiến mới để cho anh em cùng có thể tham khảo này. Dàn này sẽ xuất đi về Bình Phước là hai dàn, gồm là dàn 5 lưỡi này. Khung to chắc chắn này, đầu lưỡi thay được này. Đấy, một dàn 3 lưỡi đi về Bình Phước, hai dàn đấy, một dàn 5 lưỡi và một dàn 3 lưỡi. Còn một dàn kia thì cơ sở em sẽ tiến hành bàn giao về Hà Tĩnh cho khách. Đến hẹn lại lên mấy hôm nay xưởng bận quá, công việc quá nên là chậm hàng của anh em. Hôm nay làm xong được thì em lại quay luôn cho anh em về dàn cày. Là dàn này là dàn 5 lưỡi này, em sẽ giới thiệu qua lại cho anh em một số anh em chưa biết về dàn của bên em và một số cải tiến này. Khung bên em làm khung to chắc chắn nhá. Mặt bích chắc chắn này, ốc to này. Đấy. Đầu lưỡi, đặc điểm là đầu lưỡi của bên em cơ sở em là có thể thay được này. Đấy, đầu lưỡi là bên em làm là có thể thay được. Không phải lưỡi chết đâu nhá, đầu lưỡi mình làm là có thể thay được này. Đấy. Cày này lưỡi này có thể thay được. Đế lưỡi mình em hàm rất chắc chắn, mặt bích rất chắc chắn này, có răng gốc đầy đủ, mặt lưỡi có thay được này, mặt lưỡi này thay được cho anh em này, sắt là em làm bằng thép cứng này. Đây là một dàn 5 lưỡi tiếp, cũng giao về Hà Tĩnh này. Giới thiệu qua đây là một dàn 3 lưỡi này. 3 lưỡi này thì dùng để cho khách dùng máy nhọ của khách cũng có thể kéo được 4 lưỡi rồi, nhưng mà khách đặt dàn 3 lưỡi thôi. Dàn 3 lưỡi này thì là em sử dụng khung của 4 lưỡi luôn cho khách. Sau này khách có nhu cầu mua thì chỉ cần mua thêm 1 lưỡi nữa là có thể làm thành cày 4 lưỡi. Cày 5 lưỡi đây anh em. Khung chắc chắn này. Em chưa lắp bánh đỡ vào đâu. Nó có một cái bánh đỡ vào nữa. Bánh đỡ vào nó sẽ đỡ nâng cày lên. Một số cải tiến về của dàn cày đấy. Đấy. Dàn cày thì là đầu lưỡi có thể thay được này. Mình làm thay được thì nó sẽ có một số ưu điểm hơn cho khách. Thì là sau này khách mình mua về sử dụng thì là mình chỉ cần là mở hai con ốc này ra này. Em có tăng cứng, có hàn thêm ba cái điểm này thôi, nhưng mà cài một thời gian ba điểm hàn này nó sẽ mòn hết. Là mình chỉ mở hai con ốc này ra này, là thay cái đầu lưỡi này lại là khách sẽ xay được. Khách thay 5 lần đầu lưỡi này thì đường trên này nó mới mòn. 5 lần lưỡi thì khách phải cày được tầm 4-5 năm này. Đấy. Thì đó là mới thay đường trên. Đường trên cũng mở, em chỉ đứng sau em cũng làm điệp. Anh mình chỉ cần đính hai mũi là nó cũng thành điệp từ trên nữa. Trên không hàn chết đâu. Nói chung là có thể thay thế điệp được. Ưu điểm của dàn lưỡi này là các bác chắc cũng coi video qua rồi. Thì lần là lưỡi nó sẽ nhỏ hơn các cái dòng lưỡi khác ở trên thị trường. Đấy, khách về việc sử dụng thôi, không cần chế cháo gì hết cả. Quay giới thiệu qua cho anh em như vậy thôi. Về dàn cày, cày thì bên em đã căn chỉnh sẵn cho khách rồi. Khách về là mình chỉ việc sử dụng thôi, không cần phải chế hay là lắp gì hết. Em đã căn vừa cho tất cả các dòng máy. Trước khi bàn giao một cày nào đó thì có cho máy nào đó thì em đã hỏi kích thước của máy, dòng máy như thế nào rồi. Khách về là lắp nguyên một cái đơ, nói chung là không khác gì lắp dàn sới đó luôn. Em đã căn chỉnh hết góc này, kể cả cày ba lưỡi này nó cũng vậy. Cày ba lưỡi này thì nó cũng tương tự như vậy thôi, cũng ba lưỡi cũng thay được này. Ưu điểm cái cày của cơ sở bên em thì là đầu lưỡi nó thay được này. Đấy, đầu lưỡi nó thay được này, cày nào em cũng làm đầu lưỡi thay được. Để khách cày một thời gian là mình có thể thay thế đầu mũi. Thường thường thì cày mòn thì nó sẽ chỉ mòn cái đầu lưỡi thôi. Các cái chỗ khác thì phía trên ấy thì là nó phải cày rất lâu nó mới mòn. Thường thường là đầu mũi là nơi tiếp xúc với đất nhiều nhất á. Cựu tại nhất. Nó móc đất để đưa đất lên á thì là nó sẽ mòn. Như cái cuốc, cái xẻng của ta thì nó cũng chỉ mòn đầu mũi thôi. Không mấy khi mòn cán đâu. Cán trên cũng vậy, cày cũng vậy. Mặt bích thì bên em làm một mặt bích chắc chắn nhá. Dày nhá, sắt dày nhá, hộp lằm V6. Này V65 này chắc chắn này.
khung chắc chắn này, khung to. Bên em không làm khung nhỏ nhé, khung to chắc chắn này. Đấy, ba điểm có gia công, ba điểm chốt cả khách về là lắp vào là như lắp máy lắp dàn của máy cày lắp sới đấy. Lưỡi này là lưỡi ba lưỡi này là sẽ và cái dàn năm lưỡi này thì là nó sẽ giao về Bình Phước, còn dàn này thì giao về Hà Tĩnh, Hương Sơn Hà Tĩnh. Anh em nào khu vực Đồng Xoài, Bình Phước thì có thể đến trực tiếp tại cơ sở của này để xem cày nhé. Cơ sở em là công ty Anh Minh Tú Hiền, số điện thoại 0354715098 hoặc là số điện thoại thứ hai là 0977034248. Anh em nào có nhu cầu mua thì cứ gọi lên đến các số điện thoại trên, em sẽ tư vấn cho anh em. Anh em cứ gọi vào các giờ hành chính hoặc giờ nghỉ cũng được. Địa chỉ trực tiếp là quốc lộ 1A, xóm 7, Diễn Thành, Diễn Châu, Nghệ An. Các bác cứ đến tại trực tiếp tại cơ sở hoặc là gọi qua, em sẽ tư vấn báo giá kích thước của các cái dòng cày phù hợp với anh em. Cày không phải cày nào cũng giống cày nào đâu anh em ạ. Lúc các bác xem được video này thì là một số thời điểm nó khác nhau, giá cả nó lên xuống nó khác nhau tại thời điểm sắp xếp nó lên á. Ví dụ một năm sau thì nó sẽ giá sẽ điều chỉnh một tí chẳng hạn. Nên là anh em cứ liên hệ trực tiếp alo cho em 0354715098. Gặp em Tú này em sẽ giới thiệu, trao đổi, tư vấn cho anh em kỹ càng hơn. Hôm nay thì kỹ thuật viên bên em mới lắp ráp xong. Dàn này thì cũng đã chậm hàng của khách. Tại vì là đợt này em cũng có một số công việc với dao máy với lại công bụi gia đình nữa, nên là chậm hàng của khách. Thử nó cũng nghỉ nhiều. Anh em cứ trao đổi trực tiếp. Có gì thắc mắc thì liên hệ số điện thoại là của em Tú đấy, em sẽ tư vấn anh em nhé. Dàn 5 lưới, 3 lưới. Hai dàn 5 lưới này sẽ giao cho lắp cho máy 5018 này. Còn một con 3 lưới này sẽ lắp cho con máy 1600 HP thôi, để đi tạt vun luống. Ưu điểm của tạt vun luống này là nó sẽ không đè lên lốp nhá, không móc phải cái theo yêu cầu của khách là nó sẽ móc không đè lên cái chỗ vết lốp đấy, móc rách ni lông bên cạnh mà nó sẽ úp đưa đất sang quá, đặt theo yêu cầu của khách. Dàn này 4 lưỡi này khách về có thể mua, sau này là mua thêm một lưỡi nữa mình có thể làm thành cày ải. Em đã bán nguyên cái khung VCV để mình có thể lắp được thành cái 4 lưỡi đấy, khung của cái 4 lưỡi đấy. Đây anh em. Đấy.